Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng sáng nay chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quý 3 năm 2020. Theo báo cáo tại hội nghị, quý 3 năm nay, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 khi là tâm dịch trong đợt bùng phát thứ hai vào cuối tháng 7. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, nghiêm túc, toàn diện các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép. Các cơ quan khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tích cực thực hiện hiệu quả các chủ trương phòng chống dịch, đồng thời triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý. Đặc biệt là các nội dung công việc chuẩn bị đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, tất cả 16 trên 16 đảng bộ trực thuộc thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tổ chức thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục luân chuyển, điều động, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, đơn vị để chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Xây dựng phương án dự kiến phân công nhiệm vụ sau đại hội. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, vận động tiếp nhận, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao vai trò của cấp ủy đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố trong nỗ lực tham mưu thực hiện các công việc thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Vai trò cấp ủy chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp của thành phố, nhất là tình dịch bệnh, thì vai trò cấp ủy, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị của chúng ta đã được khẳng định. Và một trong những kết quả mà chúng ta có được như ngày hôm nay thì phải khẳng định rằng là cái sự vào cuộc rất quyết liệt của các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo của các cái tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc, để chúng ta có những cái nắm thông tin, chỉ đạo cách rất là kịp thời. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp cần tập trung rà soát tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, tập trung rà soát nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 để bám sát thực hiện đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Để chúng ta tập trung cao độ cho cái công tác chuẩn bị cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thành phố lần thứ 22, tổ chức triển khai ngay các cái công tác tuyên truyền phục vụ đại hội. Thì trong cái tuyên truyền thì hiện nay do cái điều kiện về thời tiết nên là như lúc nãy tôi đã nhắc là công chí rà soát lại các cái nội dung và các cái tuyên truyền trực quan có cái gì cần phải điều chỉnh cho nó phù hợp, đề nghị công chí nắm cái tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, dư luận ở địa phương, có vấn đề gì liên quan đến cái tình hình của thành phố nói chung và đặc biệt là cái công tác chuẩn bị cho đại hội nói riêng thì công chí phản ánh kịp thời cho thường trực thành ủy qua văn phòng hoặc trực tiếp phản ánh cho tôi để có cái xử lý phù hợp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị mặt trận thành phố cần tiếp tục phát huy, nhất là vai trò giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của chính phủ và thành phố đối với các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hậu COVID. Người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc quy định tiếp và giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân.